Cô thân ái, chào các em học sinh khối 4. Hôm nay cô rất vui khi được hướng dẫn các em qua bài học trực tuyến ở phần môn luyện từ và câu. Các em thân mến, trong tiết học này, chúng ta cùng nhau thực hiện qua 4 hoạt động sau. 1. Khởi động. 2. Khám phá. 3. Luyện tập. 4. Vận dụng. Trước khi vào bài mới, cô mời các em cùng nhau khởi động qua 2 bài tập trắc nghiệm sau. Các em hãy theo dõi và chọn đáp án đúng nhé. Câu 1. Câu kể ai làm gì thường gồm những bộ phận nào? A. Chủ ngữ và trạng ngữ. B. Chủ ngữ. C. Chủ ngữ và vị ngữ. D. Vị ngữ. Mời các em chọn đáp án. Đáp án chính xác là đáp án C, chủ ngữ và vị ngữ. Chúc mừng các em. Câu 2. Chủ ngữ. Trong câu kể ai làm gì? Trả lời cho câu hỏi nào? A. Ai, con gì, cái gì? B. Làm gì? C. Thế nào? D. Là gì? Mời các em trả lời. Đáp án chính xác là đáp án A. Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì? Trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì? Chúc mừng các em đã hoàn thành bài tập. Trong các tiết luyện từ và câu ở học kỳ 1, các em đã tìm hiểu kiểu câu kể ai làm gì và vị ngữ trong câu kể ai làm gì. Tiết học hôm nay giúp các em hiểu về bộ phận chủ ngữ trong kiểu câu này qua 2 bài. Bài chủ ngữ trong câu kể ai làm gì? Bài luyện tập về câu kể ai làm gì? Sách tiếng Việt 4 tập 2, trang 6, trang 7 và trang 16. Qua bài học này, cô mong muốn các em hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể ai làm gì. Nhận biết được câu kể ai làm gì, xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai làm gì, vận dụng để đặt câu, viết được đoạn văn có dùng kiểu câu ai làm gì. Sau đây mời các em đến với hoạt động 2, khám phá. Yêu cầu đầu tiên, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Em hãy đọc cùng với cô nhé. Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ và túi quân, chạy biến. Thẳng biếu máu nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết. Theo Tiến Việt 2, năm 1988. Trong đoạn văn này có 4 câu hỏi sau. Câu 1. Tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Câu 2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Câu 3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ. Câu 4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành. Chọn ý đúng. A. Do danh từ và các từ kèm theo nó, cụm danh từ tạo thành. B. Do động từ và các từ kèm theo nó, cụm động từ tạo thành. C. Do tính từ và các từ kèm theo nó, cụm tính từ tạo thành. Để thuận tiện cho việc thực hiện các yêu cầu tiếp theo, cô và các em đếm xem đoạn văn này có bao nhiêu câu nhé. Câu 1. Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Câu 2. Hùng đút vội khẩu súng gỗ và túi quân, chạy biến. Câu 3. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Câu 4. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Câu 5. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Câu 6. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vương cổ chạy miết. Vậy đoạn văn có 6 câu. Mời các em đến với bài tập 1. Tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên.
Để xác định câu nào là câu kệ ai làm gì, ta làm thế nào? À, ta phải dựa vào ý nghĩa của câu, dựa vào câu đó có nêu hoạt động hay không. Vậy, cô mời các em hãy bấm dừng màn hình để trả lời câu hỏi nhé. Và sau đó bấm tiếp tục để kiểm tra đáp án với cô. Vậy, trong đoạn văn này, câu kể ai làm gì? Là câu 1, câu 2, câu 3, câu 5 và câu 6. Vì sao câu 4 không phải là câu kể ai làm gì? Vì câu này không nêu hoạt động của người được nói đến trong câu. Cô mời các em cùng quan sát lại các câu kể ai làm gì trong đoạn văn nhé. Câu 1. Một đành ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Câu 2. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Câu 3. Thắng miếu máu nấp vào sau lưng Tiến. Câu 5. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Câu 6. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, phương cổ chạy miết. Sau đây, mời các em đến với bài tập số 2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Trong câu 1, một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Đâu là chủ ngữ? Để xác định chủ ngữ em làm thế nào? À, để xác định chủ ngữ ta sẽ đặt câu hỏi ai, cái gì, con gì. Dựa vào câu này nói đến chủ thể nào? Vậy các em hãy đặt câu hỏi để xác định chủ ngữ nhé. Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Ta sẽ đặt câu hỏi con gì? Con gì vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Vậy, một đàn ngỗng là chủ ngữ. Tương tự câu 2, ta đặt câu hỏi ai đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Trả lời, Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Vậy, Hùng là chủ ngữ. Câu 3. Ai miếu máu nấp vào sau lưng Tiến? Trả lời, Thắng. Vậy, chủ ngữ là Thắng. Câu 5. Ai liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa? Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Vậy, em là bộ phận chủ ngữ. Câu 6. Tương tự như câu 1. Ta đặt câu hỏi. Con gì kêu quàng quạc, phương cổ chạy miết? Trả lời, đàn ngỗng. Vậy, đàn ngỗng là chủ ngữ. Vừa rồi các bạn đã xác định bộ phận chủ ngữ cho bài tập số 2. Sau đây mời các em cùng sang bài tập 3 nhé. Bài 3, nêu ý nghĩa của chủ ngữ. Các em hãy quan sát lại chủ ngữ của các câu. Câu 1, một đàn ngỗng. Câu 2, Hùng. Câu 3, Thắng. Câu 5, em. Câu 6, đàn ngỗng. Vậy, câu 1, chủ ngữ là một đàn ngỗng. Vậy, chủ ngữ này nêu ý nghĩa gì trong câu? Một đàn ngỗng, chỉ con vật. Hùng, chỉ người. Chủ ngữ là Thắng, chỉ người. Chủ ngữ em, chỉ người. Chủ ngữ đàn ngỗng, chỉ con vật. Sau đây mời các em sang câu 4 để hoàn thành phần nhận xét nhé. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành? Chọn ý đúng. A. Do danh từ và các từ kèm theo nó, cụm danh từ tạo thành. B. Do động từ
và các từ kèm theo nó, cụm động từ tạo thành. C. Do tính từ và các từ kèm theo nó, cụm tính từ tạo thành. Mời các em quan sát trên màn hình để chúng ta xác định loại từ ngữ tạo thành của chủ ngữ nhé. Chủ ngữ một đàn ngỗng là cụm danh từ. Chủ ngữ hùng là danh từ. Chủ ngữ thắng là danh từ. Chủ ngữ em là danh từ. Chủ ngữ đàn ngỗng là cụm danh từ. Vậy, chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ tạo thành, ta chọn đáp án A, do danh từ và các từ kèm theo nó, cụm danh từ tạo thành. Qua phần nhận xét, ta rút ra được ghi nhớ sau. Ghi nhớ: trong câu kể ai làm gì, chủ ngữ chỉ sự vật. Người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa, có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Các em cần ghi nhớ kỹ nội dung này để vận dụng tốt các bài ở phần luyện tập nhé. Mời các em sang phần luyện tập. Yêu cầu đầu tiên, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Các em hãy cùng đọc với cô nhé. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cân. Theo đình trung. Bài tập số 1 có 2 yêu cầu. Yêu cầu A, tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Yêu cầu B, xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được. Để thuận tiện cho việc thực hiện các yêu cầu, cô và các em cùng điểm xem đoạn văn này có bao nhiêu câu nhé. Câu 1, cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Câu 2, những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Câu 3, trong rừng chim chóc hót véo von. Câu 4, thanh niên lên rẫy. Câu 5, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Câu 6, em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Câu 7, các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cân. Ché ở đây chính là cái chum nhỏ đấy các em. Mời các em đến với yêu cầu đầu tiên. Tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Để xác định câu nào là câu kể ai làm gì, ta phải dựa vào ý nghĩa của câu, dựa vào câu đó có nêu hoạt động hay không. Vậy các em hãy bấm chương màn hình để tìm các câu kể ai làm gì, sau đó bấm tiếp tục để kiểm tra đáp án với cô nhé. Vậy, trong đoạn văn này, câu kể ai làm gì? Là câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Vì sao câu 1, câu 2 không phải là câu kể ai làm gì? Vì hai câu này không nêu hoạt động. Mời các em đến với yêu cầu B. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Trong câu 3, trong rừng, chim chóc hót véo von. Vậy để xác định chủ ngữ, ta sẽ đặt câu hỏi ai, cái gì, con gì, dựa vào câu nói đến chủ thể nào. Trong rừng chim chóc hót véo von, ta đặt câu hỏi con gì. Trong rừng con gì hót véo von? Trả lời chim chóc. Vậy chim chóc là chủ ngữ. Tương tự, câu 4, ta đặt câu hỏi, ai lên rẫy? Trả lời, thanh niên. Vậy, thanh niên là chủ ngữ. Câu 5, ta đặt câu hỏi, ai giặt giũ bên những giếng nước? Trả lời, phụ nữ. Vậy, phụ nữ là chủ ngữ. Câu 6, đặt câu hỏi, ai đùa vui trước nhà sàn? Trả lời, em nhỏ. Vậy, em nhỏ là chủ ngữ. Câu 7, đặt câu hỏi,
Ai chụm đầu với những chế rượu cân? Trả lời, các cụ già. Vậy, các cụ già là chủ ngữ. Thông qua bài tập 1, các em đã được củng cố về cách xác định chủ ngữ trong câu. Sau đây, bài 3, đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh bên. Vậy, ta đặt câu như thế nào? Các em hãy quan sát vào bức tranh, xem người, vật có những hoạt động nào. Sau đây, cô có một số câu hỏi gợi ý. Trả lời các câu hỏi trên, các em sẽ được các câu nói về các hoạt động được nói đến trong tranh. Các câu hỏi gợi ý sau. Bà con nông dân đang làm gì? Các bạn nhỏ làm gì? Các chú công nhân làm gì? Bầy chim làm gì? Ông mặt trời đang làm gì? Mời các em bấm dừng màn hình để đặt câu theo yêu cầu nhé. Sau đây cô có một số câu, các em hãy tham khảo nhé. Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Bà con nông dân đang hối hả gặt lúa. Trên đường làng, các bạn nhỏ tung tăng cắp sách đến trường. Các chú công nhân đang cày ruộng chuẩn bị cho một mùa gieo cấy mới. Bầy chim đang bay lượn giữa bầu trời xanh. Các em có thể liên kết các câu vừa đặt được để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh nhé. Đoạn văn đó nêu hoạt động trong tranh. Sau đây mời các em sang hoạt động 4, vận dụng. Mời các em cùng sang bài tập 3, trang 16. Yêu cầu, viết một đoạn văn khoảng 5 câu, kể về công việc trực nhật lớp của tổ em. Trong đó có dùng kiểu câu ai làm gì? Vậy chúng ta cùng nhau phân tích yêu cầu bài tập nhé. Đề bài yêu cầu gì? Đề bài yêu cầu viết một đoạn văn. Viết đoạn văn về nội dung gì? Về công việc trực nhật lớp của tổ em. Đoạn văn cần chú ý gì? Đoạn văn khoảng 5 câu. Trong đó có dùng kiểu câu ai làm gì? Sau đây cô có một số gợi ý. Các em hãy quan sát trên màn hình nhé. Để viết đoạn văn kể về công việc trực nhật lớp, thì các em chú ý buổi trực nhật đó vào thời gian nào? Mỗi bạn làm công việc gì? Các bạn làm công việc đó ra sao? Em cảm thấy thế nào khi làm xong việc trực nhật lớp? Nào, bây giờ các em hãy nhớ lại các hoạt động trực nhật để viết lại đoạn văn nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Các em xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo nhé. Cô thân ái, chào tạm biệt các em.